tại đấy nó nhiều tốt hơn. Chúng ta cùng đến với trận chung kết đôi nam giải cầu lông quốc tế Sipucha Hà Nội, trận đấu giữa cặp đôi phía Tân Man, cặp đôi đến từ Hàn Quốc và đối thủ của họ là cặp đôi đến từ Indonesia. Để hứa hẹn sẽ là một trận đấu rất hay, mời mọi người cùng theo dõi. Làm thủ hay quá, một pha cầu hơi cắm. Đôi Hàn trông rất trẻ, cực trẻ luôn. Cầu ngoài sân. Điểm 2-1. Cơ hội tấn công. Hai đều. Hơi vội một chút. Ba đều ngoài mất rồi. Service goal, 4-6.
6. Năm sáu. Ôi, thế mà hụt. Tiếp. Quả đấy cao, chụp cái ăn. Nhà hàng thủ kinh nhỉ? Vâng. Một năm. Kiểu phát cờ ông này nhìn khó chịu thật. Không lên được rồi.
trước khi phát, dơ bên này, dơ bên kia. Đối thủ đảm bảo là sẽ khó chịu. Ba sáu nói chung là xếp đầu chưa nói lên điều gì. Tiền vào hết ngoài sân rất tình mười sáu sáu đôi kia xe này nó đánh chưa vào ra một cái trùng trùng. Cắm thế. Hai mươi tám. Thank you.
Trận đấu thứ hai điểm không đều, hy vọng rằng trận đấu này Indonesia sẽ đánh hay hơn. Đó là cầu ngang của bên Hàn Quốc quá kinh. Với chiều cao của đội Hàn Quốc thì thực sự là rất lợi thế trên pha cầu ngang. Bắt hết rồi, qua tay được. Indo đang ở trạng thái rất là trùng. Thực ra thì họ đánh hay hơn thế nhiều, nhưng mà đang bị trùng quá. Khó chịu, nó cứ đưa. Phát kiểu đấy cái chế đối thủ. Đấy chế. Mình phải về học phát quả đấy. Như như kiểu đánh vong ấy, như kiểu thôi miên ấy, khiến đối thủ cũng nhìn theo cái động tác đấy. Thôi bên này không đánh được rồi. Bên này đánh không thể bung ra được. Chúng kê xem chán quá nhỉ. Two.
thấy đâu. Mình như không muốn đánh. Muốn đánh tốt nhưng không đánh được. Trạng thái nó rơi vào. Ronaldo hôm qua đánh đã không hay bằng hôm trước rồi, đánh gặp đội Hàn hay kinh khủng luôn. Hôm qua em tưởng bọn nó không phải thắng dễ, thì thua. Hôm qua là bọn nó đã đánh không hay. Này nhìn hai ông gặp nhau quá. Lệnh 11-2. Thôi, đối tác không đánh được.
xem trận Thủy Linh.